Thằng Ngôn nó nói như vậy thì cũng yên tâm phần nào rồi. Thân nó còn lo chưa xong nữa. Nhưng biết đâu á, vì đứa con ở trong bụng mày, nó sẽ có động cơ thì sao? Thôi đi, sợ ba má của nó quậy sùm nữa. Hay là thử nói cho dì Qua biết đi, được không? Bà bị khủng hả bà Hương? Bà nghĩ sao bà xúi tôi nói chuyện với bà vậy? Trước giờ tôi với thằng Nâu làm gì, sống ra sao, bà có quan tâm gì tới đâu. Ông ngoại tôi nè, cha ruột của bà đó, bà còn không ngó ngàng gì tới nữa, không chi là con của tôi. Vậy mày tính làm sao? Tôi tính tranh thủ lúc bụng tôi chưa lớn, tôi về quê ở với ông ngoại thời gian, chăm sóc ông ngoại cho ông đỡ tuổi, chứ ông cũng già rồi. Về dưới, tâm trí của tôi sẽ bình tĩnh lại, tôi sẽ nghĩ xem mình nên làm gì. Vậy cũng được. Còn chuyện gia đình thằng Ngôn ở trên này, có gì tao và anh Tâm sẽ tìm cách tác động tới ba nó để chấp nhận chuyện của tụi bay. Vô ôm sùm. Trời ơi sao chị? Chà, bữa nay ăn cơm tối dữ vậy. Dạ bị gì à, bữa nay em đi bán giày trễ nên ăn cơm trễ một chút. Ha, lúc này buôn bán khấm khá lắm hả? Đâu có khấm khá chị ơi, thì bán thuốc 3 đồng 3 cọc kiếm tiền đi chợ thôi hả? Sờ mâm cao cổ đại như vậy mà than hoài hả? Dì ơi, tôi không có mượn tiền gì đâu nha. À, ba thằng Lô đâu không thấy? Ý quên, Lô con tôi. Hỏi gì phải hỏi ba thằng Nâu đâu nè. Ông đâu rồi? Dạ, ổng lên mái nhà chị. Lên mái nhà? Trời đất ơi, giờ này leo trên làm gì vậy? Thì lợp lại cái mái, gió nó tóc rồi. Ở dưới này tôi đâu thấy đứa nào ngủ ở đây đâu. Ngủ đây cũng được vậy, lo mò anh để anh chi cho cực vậy thằng cha này. Bởi vì ông thích ngủ ngoài nó mát. Mát quá ha. Dạ. Dạ. Ngó bộ thằng Nâu lúc này sắp có em rồi đó ha. Chị này, hỏi em đó mà em. Ôi già cả hết xí quách rồi chị ơi. Hà ơi, làm bộ làm tịch hoài. Dì đừng có tưởng tôi không biết chuyện gì nha. Tôi nói cho dì biết trước, dì đừng có nghĩ đẻ đái cho cố rồi về đây chi gia tài cho nhiều ha. Bà Bao á, bà già nhưng bà không có lú lẫn. Bà có lú lẫn đi nữa cũng còn có tôi, đừng có mong nha. Trời ơi, chị Qua đi, chị nói gì tùm lum á, không có hiểu gì hết trơn á. Không hiểu phải không? Cái này gì đây? Nhà có 4 người đàn bà. Bà già, bà ho lao khỏi tính. Còn tôi hả? Trời ơi, trứng ung hết rồi khỏi lo. Nhà còn 2 mẹ con gì à? Ông của mẹ thì của con. Nè nè, ông chừng mai mốt quá hả? 2 mẹ con dắt cái bộ chà bá một lượt vậy nè. Lúc đó đừng có nói với tôi là cả đám chui vô nhà này nha. Thôi đi chị, chị đi về đi. Chị qua đây chị nói tùm lum tùm la. Sợ ơi, thấy tôi nói đúng quá rồi, sợ phải không? Ở đó suy nghĩ đi nha, có đúng không? Ổng mẹ thì con ấy chứ ai vô đây. Bực mình tự nhiên. Không lẽ con Thanh đâu rồi? Con Thanh đâu? Má. Ủa,
gì vậy? Mày còn ngây thơ ủa cái gì nữa hả? Hay mày đợi cái bụng mày chỉnh in ra mới nói cho má mày biết? Bà Thanh, bà có bầu hả? Má, má má cái gì? Nè, bà Hai Hành á, bà tìm thấy cái này ở trong phòng tắm đó. Bà đang nằm sùm lên kia kìa. Mày vừa lòng chưa? Bà sao mắc mớ gì tới bà mà bà la? Sao không mắc mớ hả? Mày đẻ con đó đi rồi lùm xùm cái chuyện vô hộ khẩu, bà sợ mày chia tài sản chứ gì? Vậy chỉ cần từ bây giờ tôi không về nhà đó nữa là xong chuyện chứ gì? Mày hay quá ha, mới bà lớn đã đi theo trai á, bây giờ còn đòi bỏ nhà đi nữa hay sao? Phải đó, tôi hư thân mất nết vậy đó. Còn má đó, má có đến thân gì không mà giải dỗ tụi tôi? Mày hả? Mày dám nói chuyện với tao vậy? Má, mày dám nói chuyện với tao vậy? Dì Qua, mày nói chuyện với tao vậy hả? Thôi má. Dì Qua ơi, dì Qua đừng đánh nhỏ Thanh, nó cũng khổ lắm dì Qua à. Buông nó ra đi, càng gì để ba đánh tôi chết đi. Tôi cũng đâu có muốn sống nữa đâu. Tôi ngu dại, tôi tự tôi chịu. Ngày xưa ba tạo tôi ra chứ đâu phải tôi từ lỗ nẻ tôi chui ra đâu. Thanh, mày đứng lại chưa? Dì Qua, Thanh, má, má. Má hết ác với ông ngoại rồi má ác với tụi tôi, bây giờ má ác luôn với cháu ngoại của má nữa. Bây giờ má khỏi cần ngó ngàng gì tới chị em tôi nữa, tôi sẽ tự đi mần đi kiếm tiền nuôi con của chị Thanh. Thanh à, chị buông ra đi, chị mặc kệ tôi, chị đi theo tôi làm cái gì? Nếu tôi chết cho bà vừa lòng. Thanh, đừng có nghĩ như vậy nữa. Mày có nghĩ tới ông ngoại của mày không? Bao nhiêu lâu mày mong nhận lại ông ngoại mày, giờ nhận lại rồi mày muốn chết là sao hả? Chứ bây giờ chị nói tôi phải làm sao bây giờ? Thanh à, có chuyện gì thì từ từ rồi tính, đừng có làm chuyện dại dột được không Thanh? Tính cái gì mà tính, tôi biết tính cái gì bây giờ. Tôi chỉ còn có cách trừ khi không có nó trong bụng thôi. Trời, Thanh, mày dừng lại đi. Bọn mày khùng hả? Mày muốn giết con mày sao? Chứ bây giờ tôi biết phải làm sao đây. Tôi biết làm sao để nuôi dạy nó. Nếu nó là con gái, nó sẽ giống như tôi. Còn nếu nó là con trai, thì nó giống như thằng Lem, thằng Nâu vậy đó. Mày bình tĩnh lại đi. Có gì á, còn có tao, có anh Tâm. Tao sẽ ráng phụ mày, lo lắng cho đứa nhỏ. Đừng nghĩ ngu dại nữa Thanh à. Tôi ngu, tôi dại quá mà chị Hương ơi. Thanh, trời đất ơi, đêm khuya
rên xiết hoài, nghe nổi da gà. Buông tôi ra đi, càng chi, để bà đánh tôi chết đi. Tôi không đâu có muốn sống nữa đâu. Tôi ngu dại, tôi tự tôi chịu. Ngày xưa, má tạo tôi ra, chứ đâu phải từ lỗ nẻ tôi chui ra đâu. Má hết ác với ông ngoại, rồi má ác với tụi tôi. Bây giờ, má ác luôn với cháu ngoại của má nữa. Bây giờ má khỏi cần ngó ngàng gì tới chị em tôi nữa. Tôi sẽ tự đi mần, đi kiếm tiền, nuôi con của chị Thanh. Sao, thiếu cái hơi ngủ không được hả? Có chuyện gì vậy? Không, mấy con mèo nó động đực, nó quậy rầm rầm kìa, không nghe sao? Thì mình quần cũng phải cho nó quần, trời xanh tự nhiên mà. Anh nói vậy phải không? Thôi đi, trời ơi, nghe xưng anh á, nổi gai ốc rợn hơn tiếng mèo kêu nữa. Phải nổi gai ốc không? Hay là thích muốn chết vậy? Thôi mà, tôi đang bực bội chuyện của con Thanh đó. Con Thanh có chuyện gì mà bà bực mình? Chứ bộ lúc nãy tôi đi, bà Hành bà chưa nhiều chuyện gì với ông hay sao? À thì bà nghi con Thanh nó có chữa. Nghi nghi cái gì? Là thiệt đó. Thì có làm sao đâu. Hồi xưa bà có bầu bà đi theo tôi, rồi cũng xong chứ có gì đâu. Ông này, nói gì mà vô trách nhiệm quá vậy? Chứ giờ bà làm được cái gì, bà chửi tôi vô trách nhiệm. Còn con Thanh á, có sức chơi, có sức chịu. Nó có chữa thì nó đẻ. Thì con à, nó nuôi, mắc mớ gì tới bà. Ai mà gọi giờ này không biết nữa. Ai vậy? Trời ơi, thằng Lô. Thì nghe đi. Lẹ lên. Alo. Trời đất ơi, có chuyện gì mà nửa đêm khuya mày gọi tao hết hồn vậy mày? 12 giờ trưa mai á, có người giao ít hàng đá, đi nhận giùm tôi nha. Trời ơi, nữa hả? Mấy bữa nay sao tao thấy hồi hộp trong bụng quá à Lô ơi. Ráng làm vài kèo nữa rồi nghỉ luôn. Tôi cũng ngán cơm tù lắm rồi. Vậy thôi đi, đừng có làm nữa. Thôi sao được mà thôi, lỡ mất nói hết rồi. Vậy đi, mai tôi báo thời gian với địa điểm lại nha. Thôi nha. Nè, Lô ơi, Lô, Lô. Ngoại. Thưa ngoại, mới về. Mới về hả con? Dạ. Rồi về với đứa nào hả? Dạ, con về với thằng Nâu. Ồ vậy hả? Ông ngoại. Trời. Thưa ông ngoại mới về. Thằng khỉ. Vậy mà bữa hôm qua kêu điện không nói gì cho ngoại hay hết à. Thằng. Dạ, con muốn làm vậy á là để cho ngoại bất ngờ mà. Thôi, bây giờ hai chị em ha. Dạ. Đi vô nhà thay đồ rửa mặt cho đỡ mệt. Rồi ngoại coi có thứ gì ngoại nấu cho ăn. Dạ. Rửa mặt đi. Ông ngoại. Anh Tâm có mua một ít bánh về, kêu con cúng cho bà ngoại. Vậy à? Dạ. Đó, coi bộ ông Tâm vậy nó chu đáo ghê ha. Dạ. Hai đứa bay phải tập kêu thằng Tâm bằng cậu, thấy không? Cho nó quen. Dạ. Đi. Nghe rõ chưa? Dạ. Thôi, bây giờ hai đứa lại thắp cây nhang cho bà ngoại đi, để cho bà ngoại mà thấy mặt hai cháu, để bà được yên lòng. Dạ. Dạ. Thank you.
mau chảy ruột mềm. Mà tại sao con Bông nó không chịu hiểu? Ủa, dì quá. Còn mừng hay nghĩ gì Hương? Dạ còn à. Làm móng đi. Dì ngồi ghế đi dì. Ủa, thằng Thanh đâu mà mày mừng mình vậy? Rồi, biết nhỏ này rồi, chắc mừng xuyên được mấy ngày rồi nghỉ rồi phải không? Dạ đâu có đâu dì. Nó về quê rồi dì. Nó đi hồi nào? Đi với ai? Nó đi với thằng Nâu. Sáng sớm nay mới đi à? Ừ, nó có nói chừng nào nó lên không? Dạ, con cũng không biết nữa. Ê, bộ ông ngoại nó nhắn nó về hả? Dạ không có. Tại con Thanh với thằng Nâu muốn tâm sự với ông ngoại thôi à. Trời, tưởng ông kêu về. Tới chừng về đi rồi thấu. Ông nha cho nhức xương luôn. Chưa kể nha, cái vụ nó đang có cái. Kệ đi, thân nó lo. Chứ nói tới nó hả, nó cứ son sỏn, tức ói máu luôn. Cũng tại vì với ông Sáu, đâu có ngón ngàn gì tới tụi nó đâu. Ê Hương, phải công nhận cái số mày hên thiệt ha. Cuối cùng cũng có một cái tiệm đàng hoàng ghê ha. Nhớ đó mày ở bên nhà đó, mỗi lần bị thằng Lơ rượt á, mày chạy trốn trên mấy nhà không. Giờ thì khỏe rồi, chỉ còn có tao thôi. Không biết tới lúc nào mới hết cái cảnh lồm cồm trên mái nhà nữa. Thì gì cũng đâu phải là không biết đường xuống đâu. Mày nói vậy y như tao ham ở trên đó lắm à. Thôi tao không làm nữa đâu. Nè. Không biết chừng nào dì mới chịu nhận ra lỗi lầm của dì để dì qua. Ơi, nói không rõ ràng làm hết hồn hết vía à. Rồi Tâm đâu? Để ca đi chạy xe rồi. Con qua đi kêu bà ba cho lẹ. Nhìn đi bà ba. Rồi rồi. Rồi rồi đi đi. Đi qua bển đi rồi gọi điện cho dạ. Tâm. Alo. Đại ca về nhanh đi. Tiếp Mường chết chết ở nhà luôn kìa. Nhanh nhanh đi đại ca. Ừ.
Tỉnh rồi hả con? Hương. Ủa, dì ba. Ờ. Có chuyện gì vậy dì ba? Trời ơi, bay tỉnh là ta mừng quá đi. Bay ngớt xỉu đây nè. Dì ba. Hả? Hương sao rồi? Nó mới tỉnh đây nè. Em à, em thấy trong người sao rồi? Cũng đỡ rồi. Thím làm con sợ muốn chết luôn. Bà ba phải cạo giáo sức dầu cả buổi thím mới tỉnh lại á. Cũng may là có thằng Lem chạy qua kêu nghe. Không có ai ở nhà là mệt lắm á. Thôi nằm đây đi. Để ta xuống làm sao ta pha miếng trà gừng cho uống. Chắc bay đi trúng gió chứ không sao á. Con cảm ơn dì ba. Không có gì đâu. Để con chỉ chỗ cho bà ba. Ừ ừ, chỉ cho bà đi. Em à, dạo này anh thấy em cứ hay mệt mỏi. Hay bữa nào rảnh á, anh chở em đi khám tổng quát xem có bệnh gì không nha. Chắc sáng giờ em chưa có ăn cho nên em bị tụt máu, chứ có gì đâu anh. Trời ơi, em cứ như vậy hoài. Anh đã nói rồi, em phải giữ gìn sức khỏe chứ. Em biết rồi mà. À, hay sẵn dịp á, con Thanh với thằng Nâu đang ở dưới quê, mình dọt về dưới chơi vài ngày cho khỏe rồi lên nha. Nhưng mà cũng đâu có thân thuộc gì đâu, em thấy ngại ngại. Trời ơi, tí với anh Hai Tranh thiệt bụng lắm. Người ta coi anh như người thân của mình vậy. Mình ngại như vậy mới kỳ. Ừ, để em coi cái đã. Nè, hay là em ngại đụng mặt? Có đâu. Đúng là trước đây tính tình của Thu hơi kỳ cục. Nhưng mà biết đâu sau khi cổ nhận lại người thân, cổ thay đổi thì sao? Em mà, em phải xí xóa cho cổ chứ. Ha. Thì em cũng có nói gì đâu. Em không về quê thì mình rủ thằng Lem đi Vũng Tàu chơi nghe. Dạ vậy cũng được. Đây đây. Đây, trà gừng đây. Con ngồi dậy uống đây. Miếng cho nó khỏe ấm bụng con đi. Con cảm ơn gì. Em. Em uống đi. Thôi, anh để em. Anh ra uống nước với dì ba đi. Cảm ơn dì ba. Dì ba nè, mấy bữa nay tình hình của thằng Mèo sao rồi? Thì cũng đang điều tra đó con. Dì ba yên tâm đi. Nếu chỉ là chuyện của Hương á, thì chắc tội cũng không có đến nỗi nặng đâu. Dì không có lo chuyện này. Tao lo chuyện khác. Sợ nó còn dính líu liên lạc với mấy đứa bạn xấu. Không biết chuyện gì nữa đây. Dì ba. Thiệt tình, có đứa con. Nhiều lúc ta muốn chết đi cho rồi. Dì ba à. Thôi, có bây giờ là tao yên tâm rồi nha. Ở nhà có người với nó. Tao chạy về nhà nha. Hồi nãy thằng Lem nó qua nó kêu tao quýnh quýu, tao để nhà cửa thì tao đi á, chưa đóng cửa nẻo gì hết trơn á. Thôi tao về nghe không? Thôi để con chở dì về. Thôi chở dì tao chạy u cái bệnh là về được rồi. Thôi về nha. Con cảm ơn dì nghe. Con chào dì. Anh hỏi chuyện ông Mèo chi cho dì ba buồn vậy? Thì anh định an ủi dì ba thôi. Nè, em uống thêm đi. Tôi phải công nhận, tự nhiên có sáng kiến mà dọn cơm lên trên đây ăn thấy nó có lý sao? Đâu thua gì là nhà hàng sân thượng đâu. Ông ý hố cho cố đi nha. Để cho bà Hành á, bà tưởng ngon lắm, bà mò lên đây khỏi mừng ăn gì luôn. Thì rủ bà vô bà mừng ăn chung luôn. Ông bức nít. Ý là tôi nói cái vụ hàng họ đó. Ừ. Mẹ có hỏi gì hả? Chưa nói gì hết. Nhưng mà tôi phòng ngừa trước thôi. Tưởng gì, mẹ Hạnh hả, chỉ cần đưa cho bà vài chục là xong. Còn nếu không xuống dưới đó khiều khiều vụ ngọt mấy cái cũng xong. Hay quá ha. Vậy sao cái vụ sổ đỏ đó ông xuống khiều khiều bả đi? Ta nói gái có công là chồng không phụ mà cưng. Mà ông á, ông cũng coi chừng quỷ Lem nha. Đừng có để nó lên này lục lọi nữa đó.
Không thì có ngày đổ bể hết. Tới lúc đó không chỉ mất tiền mà có ngày vô trỏng gỡ lịch thấy bà luôn. Thằng đó lại lên đây nữa hả? Ừ. Lúc chiều nói với bà Hành lên đây nè, làm rần rần ở trên này luôn, quậy muốn sập cái mái nhà của người ta luôn. Thằng ăn cơm xong xuống đập cho nó một trận cho hết leo trèo. Thôi, ông muốn gì á, mai gặp nó từ từ nói. Bây giờ mà ông xuống đó hả, bà Hành bà động động lên, bà nói tôi xúi dục nữa. Ai gõ cửa giờ này vậy trời? Quỷ sống hả? Tao tưởng mày chết bờ với bụi gì chứ. Mày muốn tôi chết lắm phải không? Sao vậy? Mày nghe tao hỏi nè, tại sao mày làm chuyện bất lương vậy hả? Hả? Cũng may là con Hương nó không sao. Nó có chuyện gì là mày ở tù một công nghe mèo. Má nói chi nhiều vậy hả? Mèo. Gì nữa? Mày định đi đâu? Khuya rồi, ở nhà ngủ bữa đi nghe không? Tôi đi đâu kệ tôi. Hỏi làm gì nữa? Nè, còn má muốn lập công cho thằng Tâm với con Hương á, coi cho tụi nó đi hả? Thì khổ ghê. Nói nghe nè, con Hương không có chuyện gì xảy ra hết trơn rồi. Má quen, má năn nỉ nó sẽ bãi nại cho con. Cho nên nếu mày có tội thì tội cũng nặng đâu. Ở nhà nghe con, đừng đi nghe. Mệt mà quá. Năn nỉ con ở nhà đi mèo ơi. Đừng có buôn bán mấy cái chuyện này mèo ơi. Nguy hiểm lắm con ơi. Tù tội như chơi con ơi. Ở nhà đi mèo ơi. Bỏ đi. Má muốn đi thăm nuôi tôi chứ gì phải không? Muốn thăm nuôi tôi chứ gì? Lên phường báo. Hả? Mèo. Ra. Mèo. 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 Trời ơi, sao tôi có thằng con mất dạy nè trời. Anh Khâm, anh giúp em lần này đi. Mày có sức chơi thì có sức chịu. Cũng tại mấy chuyện rồi bu của mày mà anh Rồng Hồng bực bội. Dạ, dạ em xin lỗi. Em sẽ cố gắng. Em sẽ nói thằng Lô lo chu toàn chuyện này. Nhưng bây giờ em đang cần một số tiền lớn để em lánh mặt một thời gian. Mày tưởng anh Rồng Hồng là cái kho của mày à? Chưa kể mấy cái vụ vừa rồi, mày làm cho tụi chèo ráo riết lùng sục anh em, để cho anh em bị động lấy. Tao chưa tính sổ với mày là hên lắm rồi. Số hàng đâu? Dạ đây. Không thiếu một viên, em kiếm lại coi. Dạ đủ anh Khâm. Ừ. Còn số thằng Lô đâu? Dạ, đem nhắn cho nó. Dạ anh ơi, em đã nhắn rồi. Anh cho em ứng đỡ một ít tiền đi, để em lánh mặt một thời gian. Cái chuyện đó khi nào mà gặp anh Rồng Hồng rồi tính, tao không biết. Còn bây giờ mày liệu mà biến cho em, còn không thì đừng có trách tao. Anh Khâm. Buôn kiểu gì mà ngủ gà ngủ gật vậy? Dậy. Dậy, dậy, nhanh lên. Làm gì bà? Ông buôn bán vậy ngày mai cái xe này dẹp luôn quá. Vậy chứ giờ bà muốn tôi làm cái giống gì đây? Ông đi đâu đó? Ông khoan đi đã. Ờ. Ngồi đó đi. Thì kiếm gì ăn chứ đói bụng quá trời chờ gì nữa mà chờ bà. Chuyện gì nữa? Thì cái vụ con Thanh đó. Tối hôm qua tôi đã nói với bà rồi. Trước giờ nó có coi tôi là cha của nó đâu, mà giờ biểu tôi phải lo. Nói thì nói vậy thôi,
Dù gì á, tôi với ông cũng phải lo, phải có trách nhiệm với nó chứ. Không lẽ để nó vác cái bụng Trình Đình ra rồi làm lơ vậy coi sao được. Giờ bà biểu tôi phải lo là lo làm sao? Hay là tôi với ông đi gặp gia đình thằng đó đi, bắt nó phải có trách nhiệm chứ. Trách nhiệm hả bà? Ừ. Sao bà ngây thơ quá vậy? Bây giờ bà già hai thứ tóc rồi, bây giờ có con gái không biết dạy bắt thường ai được. Bây giờ bà biểu tôi qua bên đó nói chuyện với người ta hả? Đã nghe chúng chửi cho mang nhục đó hả? Chứ bây giờ ông tính sao? Cái bụng của nó mỗi ngày mỗi lớn rồi ai nuôi? Nó lớn rồi, nó có sức chơi thì nó có sức chịu. Ông lấy cái gì đó? Lấy vài trăm đi ăn xế. Ăn xế tới vài trăm vậy hả ông Sáu? Đúng là vô trách nhiệm mà. Thì để từ từ anh thuyết phục ba má, đừng có làm ẩu nha, có chuyện gì là chết luôn á. Nhưng làm sao từ từ được, còn cái bụng nữa. Ai gọi mà bà không bắt máy vậy? À, ai biết đâu, chắc lộn số á. Chứ không phải ông Ngô mà. Không, mày nhiều chuyện quá. Nhiều chuyện gì? Tại ông có gọi cho tôi, ông hỏi sao gọi bà không được. Ừ, rồi mày nói làm sao? Thì tôi nói bà đang rối. Chừng nào á bà đỡ rối thì bà nghe máy. Mấy bữa nay ổng lo cho bà, ổng đi kiếm bà tùm lum hết á, rồi gọi điện thoại cho chị Hương nữa, rồi ổng mới biết tôi với bà đi về quê đó. Bà nấu gì mà để sôi sùng sục vậy? Tao luộc bắp. Bộ bà định ăn bắp chừa cơm hả? Chứ tao có ăn được cái gì đâu. Ông ngoại, ông thấy bà bỏ cơm hoài, ông lo lắm đó. Rồi, ông có hỏi gì không? Tôi đâu nói gì đâu, mà tôi chỉ sợ ông nghi thôi. Sao ông nghi? Trời ơi, chẳng lẽ ông đẻ ra được má mình mà ông không biết gì sao? Cái gì? Mày đừng có xúi dạy tao, kêu tao thú tội với ông ngoại nha. Thì bà không nói sớm, trước sau gì thì ông ngoại cũng biết. Tới chừng đó tôi sợ ổng còn bị sốc nữa. Nhưng tình cảnh này tao sợ nói ra với ông ngoại cộng dồn thêm tội của má nữa, chứ ông ngoại từ mặt tao với mày luôn á. Thôi, để từ từ rồi tao tính. Thì bà cũng như tôi, lớn lên cũng như cỏ rác, sao mà biết được cái gì đúng cái gì sai. Trách sao tôi với bà vô phước. Thôi, nín đi. Trời, tía. Tía làm cái gì mà cứ lụi củi riết ngoài này vậy tía? Thì phải dọn ba cái cây chứ bỏ nó đâu có được. Nè, mà bay đi đâu đây? Con qua tính rủ thằng Nâu kiếm mớ cá về nấu canh chua. Nó mới đâu đây nè. Ủa,
Mà bé ba nó lại đi đâu nữa hay sao mà bay qua đây? Nó với thằng Lô về Sài Gòn, có chút chuyện gì ở quán xá tụi nó đó. Úi vậy đó, quán xá ăn nhậu sổ bộ lắm. Sao bay không bàn với nó về đây rồi kiếm cái gì đó để buôn bán cho anh em được gần nhau? Chứ trên đó đâu có phải quê quán mình đâu mà phải gắn bó. Con bàn với nó rồi, nhưng mà nó cứ cho qua không à. Với lại anh em mới gặp nhau đó tía, thành ra tình cảm còn gượng gạo lắm. Mà cũng phải thôi, anh em mấy chục năm rồi mỗi người một nơi, rồi tánh nết cũng khác nhau, rồi hoàn cảnh sống cũng khác nhau, thì bây cũng phải từ từ để cho nó có thời gian để thích nghi chứ. Tía khuyên con vậy, sao tía không tha thứ cho cô Bông mà cứ cố chấp trong lòng vậy? Bây nói gì lạ vậy? Con Bông nó khác con bé bà. Con Bông tự ý bỏ nhà đi, chứ nó có nhỏ dại gì đâu mà không biết phải trái. Còn con bé ba thì nó thất lạc từ hồi nhỏ xíu à, thì nó biết cái gì, thì nó sống với ai thì nó theo lề người ta, chứ nó đâu có tội lỗi gì. Thấy không? Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, chứ nó có tội gì đâu nè. Con cũng biết vậy, cho nên cũng ráng từ từ tìm cách khuyên em nó. Chứ nó đi với thằng Lô, con thấy nó qua lại với thằng đó hả, con không yên tâm chút nào hết. Phải đó. Dạ. Em. Thằng Lem nó chạy về bên nhà nó rồi hả? Em mua cho bà nội ít bánh bò, kêu nó đem qua cho bà. Tội nghiệp bà, dài cả lớn tuổi rồi phải nằm liệt giường. Đáng lẽ cái tuổi đó là được nhờ con cháu, nhưng đằng này không có ai lo cho bà hết. Hoàn cảnh của bà bao thật là đau lòng. Ngày trước ở bên đó, cứ mỗi lần có đồ ăn là em lại gói ghém cho bà. Tội nghiệp thằng Lem, nhỏ nhất nhà nhưng lại phải lo cho bà nhiều nhất đó. Thằng Lem thật là đáng thương. Ủa, nhưng mà nó có qua đây ngủ không em? Giờ này mà nó không qua, chắc bà nó bắt ở nhà luôn rồi. Được vậy thì tốt. Anh chỉ sợ là thằng Lô không ngó ngàng gì tới thằng nhỏ, tội nghiệp nó. Vợ chồng mình có tốt với nó bao nhiêu thì cũng là người dân nước lã thôi, chứ đâu bằng máu mủ ruột ra. Anh nè, anh có ăn thêm cơm không? Không. Em à, chiều giờ em thấy trong người có khỏe không? Em đỡ nhiều rồi. Không biết thằng Lem nó có xin được bà nội nó để đi chơi Vũng Tàu với mình không nữa. Anh tính đi thiệt hả? Mình đi đổi gió mà. Dạo này anh thấy tinh thần của em rầu rầu hoài. Nè, em vẫn còn ám ảnh chuyện cũ hả? Không, tại vì nghĩ mình không tìm lại được người thân. Em cứ tuổi tuổi á. Anh nghĩ em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, ông trời sẽ không phụ lòng người đâu. Như tình cảnh cô Tía và chị em thằng Nâu đó, hay như anh Hai Tranh và cô Thu, cuối cùng rồi mọi người cũng nhận được người thân. Xong cái đợt này đi, để em khỏe khỏe lại, anh sẽ đưa em đi khắp miền Tây để dò tìm tin tức người thân của em. Anh tin mình sẽ có hy vọng mà. Em ngủ đi, cũng khuya rồi. Nếu như mà em không thích đi Vũng Tàu á, thì mình sẽ dời lại. Không sao đâu, mình đi cũng được mà. Mua gì chị? Không có mua gì hết á. Vậy chứ có chuyện gì? Phải bình tĩnh cái đã. Chị cho tôi hỏi, chị có biết con Thanh mà nó làm móng á ở bên xóm chị không? Biết sao không biết, nó là con tôi mà. Chị hỏi nó chi vậy? Đừng có nói với tôi là nó thiếu nợ bà nghe.
Ai mà hồ đồ vậy chứ? Tôi chỉ thắc mắc thôi. Thắc mắc cái gì? Chuyện nhà người ta mà. Thấy lạ rồi hỏi. Có sao không? Chị á, chị có con gái mà chị đi thả rong vậy đó. Chị nói vậy là sao? Thì tôi thấy chị không có chút nào quan tâm lo lắng cho con gái của chị hết á. Nè, bà là ai? Bà là ai mà tự nhiên xía cho chuyện nhà tôi vậy? Không có cái gì khi không hay tự nhiên hết trơn á. Tôi nói cho bà hay nha, con Thanh nhà bà nó là con gái, mà bà thả rong nó ra như vậy á, rồi nó sinh cái bụng bầu nó lên á, bà ráng mà chịu nha. Đừng có xúi nó mà chèo kéo con trai của tôi à. Tôi không có cưới hỏi cái thứ con gái đó đâu rồi nha. Đừng ở đó mà nằm dạ. Trời ơi, bà chị, bà chị nói ai nằm dạ vậy? Chứ không phải là mẹ con bà thấy gia đình tôi giàu có, cố tình thả con gái cho nó vô nhà, rồi suối nó bỏ bùa mê thuốc lú cho con trai tôi, nó hại đàn trai tôi. Bây giờ thằng trai của tôi nó nằm ở nhà, nó đời sống đời chết, nó đời cưới con gái của bà đó. Vậy tôi hỏi bà ai ngu? Trời đất ơi, ở đâu ra có người ngang ngược dữ vậy đây trời? Con bà là con trai nghe bà ha. Bây giờ con gái của tôi nó có bầu ha, là bà phải nhận cháu nội đó. Cái gì? Nè nha, đừng có tới đây làm dữ rồi đổ cho tôi một câu cháu nội tội bà ngoại. Không có được nha, không có ngu nghe. Bởi vì ông bà ta nói không sai mà. Mua heo chọn nái, cưới gái phải chọn vòng. Con mẹ không ra gì, ai ngu gì đem trầu cao cưới con. Thôi, đủ rồi nha. Hả? Bộ chưa biết tôi là ai mà tới đây gây chiến với tôi hả? Con của bà, nó đòi vợ, thì cha nó can dự gì tới tôi? Trời ơi, sợ quá à. Đúng là con mẹ hồ đồ à. Chỉ biết lo thân mình cho bóng bẫy, còn con gái hả, bỏ mặc cho xã hội lo. Đồ thứ mẹ diều tha quả mổ à. Đúng là cái thứ gì? Giật chồng người khác, đẻ con ra không biết dạy à. Đi nghe. Đi nghe. Bà kia, bà đứng lên đó. Đứng lên cho tôi. Đứng lên cho tôi. Bà chửi ai? Bà chửi ai? Anh ơi, anh ơi là Thanh. Tao giết mày, tao giết mày. Đứa nào bay? Dạ con thằng Lem. Có cho con miếng nước đi con. Dạ. Nước nè cô. Ừ. Đi đâu vậy? Dạ con đi bán chứ gì đâu. Bán? Sao quẩy đồ nhiều dữ vậy? Dạ con đi bán xong ghé qua nhà thím Hương tắm rửa xong đi học luôn. Con Hương vậy đúng là cái người có tâm tốt. Thiệt tình bây giờ thím Hương không có dính líu gì nhà này hết trơn á. Vậy mà hằng ngày thím Hương vẫn gửi đồ ăn cho bà cô. Rồi bây giờ lo cơm nước rồi cho con đi học nữa. Dạ không phải có thím Hương mới tốt đâu, đại ca Tâm cũng tốt nữa. Tâm chạy xe ôm đó hả? Dạ. À. Thôi cố nằm nghỉ đi, con đi nha, trễ giờ rồi. Thưa cố đi. Nè. Dạ. Nghe cô hỏi nè, ba con mấy bên đây đi đâu mà cô không thấy nó ở nhà? Dạ con cũng đâu biết đâu. Ôi mà thôi, hỏi mày cũng như không. Thôi đi đi. Con đi thiệt nha cô. Nè. Trời ơi, mệt quá. Đồ tối nay bay có về không? Để bà nội con hỏi, cô không biết đường trả lời. Thì cô cứ nói với nội con á, là con đi mấy ngày lận. Trời. Trời đất quỷ thần ơi. Nó đi băng báo cho đi đâu mà đi tới mấy ngày mới về. Sao cái nhà này từ trên tới dưới đứa nào cũng lu linh lu đĩa. Hết nói à. Đem cái khăn đi. Ủa sao tự nhiên ra biển rồi không ra tắm mà ngồi trên bờ không là sao?
tắm táp gì. Bơi cũng phải cởi động cho nóng máy chứ, phải không? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Khởi động gì kiểu này? Thì khởi động tay cho xuống nước khỏi bị dập bẻ. Bơi kiểu chó mà, phải không? Dợp nào mà dám bẻ anh hả? Bị dợp đây nè anh, cứ vậy hoài. Trời, em cũng đâu thua gì hot girl đâu ta. Ủa chứ anh tưởng tôi là đồ bỏ đi chắc. Ai nói em đồ bỏ đâu, chỉ có thằng mèo nó ngu nó mới bỏ thôi, phải không? Đàn vui, nhắc tới thằng mèo là thấy bực à. Sao bực? Bực vụ gì? Bực sao không? Thì chẳng qua là nó coi em là vật thế thân mà khi mà con Hương nó không đồng ý đó thôi. Bực không? Thì mèo nó vậy chứ anh đâu giống nó đâu, bực anh. Thôi đừng có già mồm. Đàn ông mấy người thằng nào cũng giống thằng nào hết trơn á. Mà tôi không hiểu luôn á, con quỷ cái mừng móng đó có cái gì thu hút mà ai cũng bu cho nó hết trơn vậy. Ê, ai bu chứ thằng này không có bu nha. Ai biết được, phải không? Lỡ bu không được nên mới sáp cho tôi, phải không? Nói nghe tự ái, giờ không tin phải không? Tôi về. Đi. Ê, sao về? Mệt mất hứng vậy? À? Không tin tôi mà. Em bực em nói vậy thôi, tự nhiên về. Giận cái gì mà giận? Mới ở có một ngày tự nhiên về. Thôi, vuốt giận, vuốt giận, vuốt giận. Vuốt vuốt sao? Được chưa? Tôi thích á, vậy á, dễ thương ghê không? Thưởng cho liền. Chị ba, hết hủ tiếu rồi hả? Hết rồi. Tưởng còn nước lèo mua cho bà nội nó ăn tô ăn. Chà, lúc này bán đắt quá ha. Đắt đỏ gì, lúc này không có ai phụ hết trơn á. Bán ít dọn dẹp sớm cho nó khỏe mà. Ủa nãy nhớ lẽ mua rồi mà, giờ mua nữa hả? Ủa, vậy hả? Hồi nãy nói nó mua về cho bà cố. Chắc nó đi bán ngang rồi nó mua luôn đó mà. Bán mua gì? Nó khoe với tôi là con Hương cho nó đi chơi biển nên mặt mày hay hửng đó mà. Con Hương tử tế dữ à. Bỏ nhà đi theo trai còn làm bộ làm tịch nữa chứ. Chị đừng có nói vậy. Tôi thấy con Hương nó tốt quá trời quá đất luôn á. Mặc dù chồng chết mà lúc nào nó cũng coi trọng bên chồng. Bữa nào đi chợ nó không gửi đồ cho bà bao. Bởi vậy tôi nói nó làm bộ làm tịch, nó tử tế vậy thôi. Chồng chết đâu có như lâu, nó đi theo trai rồi. Trời ơi, hồi chồng nó còn sống, gia đình mình đâu có coi nó là dâu không. Thì bây giờ chồng nó chết rồi, nó ở bển làm gì? Có ai coi ra gì đâu. Này nè, con Thanh, nó không phụ chị nữa hả? Nghỉ luôn rồi. Trời ơi, nghỉ là phải rồi bà, nó có bầu. Nghe nói đâu thằng á, con nhà giàu lắm. Mà má con Thanh á, tưởng bở, mà bên ta đâu chịu nhìn đâu. Chắc là phải phá bỏ thôi. Ủa, nè, bổ Hương nó học chị nghe hả? Nè, tôi nói thiệt, không có người phụ tôi làm bù đầu bù cổ. Không có hơi đâu mà lo chị con nít. Nó mặn nít gì? Nít quỷ thì có. Nó giống như Trang con gái mẹ của nó vậy đó. Mới nứt mắt ra, nói thiệt với bà, ngựa bà cố luôn. Nè, tôi nói nha, bà có nhiều chuyện đi chỗ khác nhiều chuyện nha. Tôi không bỏ đâu nghe chị Thiên Hạ, nghe. Ê bà, bà làm gì đuổi tôi ra khỏi đây bà? Đất đai này là của hàng xóm, nhà này nhà bà mướn. Chừng nào bà về nhà bà bán á, tôi vô nhà bà có quyền á, bà đuổi tôi. Trời ơi, làm với đất của bà vậy, ham hố dừa thôi. Nè, tôi nói cho bà nghe. Nói gì? Mặc dù chỗ này tôi mướn, tôi bán hủ tiếu, bà đứng trước hàng tôi có quyền tôi đuổi. Nè, đứng nè, ha ha, đứng nè. Thằng nào con nào ngon ra đuổi tôi đi. Đó, nè, đứng nè, ai đuổi ngon không? Bà dám đuổi không? Ha. Bà coi tôi quét bà nè. Nghe. Ôi, dám không? Tôi quét bà nè. Trời ơi, làm như tôi bà quét ngon. Nè, tôi quét, quét nè, tôi làm, quét nè. Bà làm gì quét không thường bà. Tôi quét nè. Đi. Con mẹ này ngang ngược nè, bớt bà con xóm mẹ này ngang ngược nè. Sao? Hả? Nè, bà nhớ nha. Tôi về, tôi kêu thằng Lô con tôi á sang thành bình địa cái quán hủ tiếu của bà. Nè, lúc đó đừng có trách sao tôi không nói trước nha. Nè, kêu mình thằng Lô ít lắm. Kêu hết gia đình dòng họ bà qua. Sẵn kêu luôn cha Sáu Si qua luôn ha. Cho đông đủ ha. Nè, hù tôi sợ quá à. Nè, tôi quét nè, đi chưa? Đi chưa? Con mẹ này, bà lì quá nha. Bà quét này giờ sạch rồi, giờ bà muốn quét nữa không? Thích quét là quét hà. Nè, quét đi. Đồ cái thứ ngu. Trời ơi,
Mỗi lần bà gây lộn với mình, bà đập cái tô. Bà đập chân này mấy lố rồi. Trời ơi, giờ ngu sao quét. Ngu, về lấy tiền mua tô khá đi cưng. Lần nào á, ghen hủ tiếu con mẹ cũng sắp ốc mình hết trơn á. Thiệt là tức mình nè. Tại mình ngu thôi. Thiếu gì chưa bán hủ tiếu ngon không ăn. Mắc gì vô quán mẹ để cho mẹ nói. Sao mẹ cà chớp. Tổ cha nó. Thằng Lem con Hương thằng Tâm ha. Bữa nay tụi bay xui tụi bay gặp tao. Ê tao Quỷ nhỏ biểu. Dạ. Biểu mày. Quýnh mày, mày đi. Mày đi. Thôi mà. Mày đi. Ba. Mày đi. Tránh cho mày biết. Tại con mà. Bà nội đi đâu vậy? Thằng chó, mày còn hỏi tao hả? Đi kiếm mặt chó mày chứ đi đâu? Má. Mày lớn tới bộ nhà đi qua hả mày? Thôi. Má hay má, tại con mà má. Má. Thôi khỏi. Tao mày không có dính dáng gì trơn á. Đừng kêu tía má chi cho mệt. Mày tao đi cho dễ xử. Mà nè, tao nói trước, cái bản mặt của mày hả? Gò má cao nghiêu nghiêu à. Xác chết thằng con trai của tao rồi. Tao có đứa cháu nội để nhờ cậy. Tụi em cũng xúi giục nó đi quan là làm sao hả? Hả? Vì nói cái gì kỳ vậy? Thường ngày có ai chăm sóc cho nó đâu. Tụi thấy nó tội nghiệp, kêu nó về tắm rửa ăn cơm thôi. Cái gì mà dụ dỗ nó hả? Nè, khỏi. Đừng có bày đặt mèo khóc chuột ở đây nha mày. Không ai khiến ai nhờ tụi bay đâu. Tụi bay á, tài lên, xin cho cháu ta đi học. Để cháu ta đi bán báo, kiếm tiền xài sướng hơn không? Lem, thôi nghe lời bà nội đi về đi. Khi nào bà nội cho đi á, thì thím qua đón được không? Bà nội, con đi thím Hương có sao đâu. Má. Thím cháu vậy mày mà thím thím. Đi về nghe chưa? Về. Bà nội, cho con đi đi mà. Tao nói mày về nghe chưa? Người tao ngắt cái lũ tơi. Má. Gì? Đây, cháu tao đi nhắc về mày. Đi. Thôi má. Má ơi. Đi. 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 Tao nói mày đi mà. Mày đi nè. Mày chết nè. Thật tội nghiệp thằng nhỏ. Thôi mày đi đi. Đắng quá. Trà chứ phải nước ngọt đâu không đắng. Nhưng mà em không có thích uống trà đắng. Tự nhiên bình trà của người ta đâm đầu vô uống. Ghét chứ thương. Anh kỳ quá. Anh không thể nói chuyện với em ngọt ngào một chút được hả? Muốn nghe là đừng mặt hả? Mà mặt ngọt chết ruồi nha. Anh nói ai là con ruồi vậy? Ờ thì nghe dân gian ta nói vậy đó. Ý anh đừng có nói là anh đang bẫy em nha. Trời, không biết ai đang bẫy ai à. Trời. Sao tụi nó lại ở đây? Anh. Anh nhìn con nào mà thẫn thờ dữ vậy? Con nào đâu? Nhìn ra biển, thấy biển đẹp không? Ừ, đẹp thiệt, nhưng mà đi bộ mỏi chân muốn chết luôn vậy. Mày á, mày tính làm trò lãng mạn ở đây hả? Thôi về đi. Ủa gì vậy? Mới ngồi mà sao đi về? Vậy thôi ngồi đây đi. Đi đâu hả? Đi công chuyện. Nếu mà thấy lâu á, đi taxi về khách sạn trước đi. Ủa anh. Lốt, lốt. Ủa cái ông này sao không hiểu được ổng vậy? Ổng có lãng mạn gì hết. Thằng Nâu với con Thanh về dưới chắc tí vui lắm đó. Ừ, thì máu mủ ruột ra mà. Mà sao dạo này anh thấy con Thanh nó có gì lạ lạ đó nha. Nó có sao không vậy? Có gì lạ đâu, em thấy bình thường mà. Tại mấy lần anh thấy nó cứ sao sao đó. Mỗi lần anh nhìn nó giống như là nó muốn tránh mặt anh vậy. Tránh mặt gì đâu, con nhỏ đó trước giờ vẫn vậy mà. Em sao vậy? Ừ, đâu có sao đâu. Thiệt không? Ừ, thiệt mà. Anh thấy em cứ nhìn ra phía sau hoài vậy. Em có cảm giác hình như có ai đang theo dõi mình á.
anh có thấy gì đâu. Chắc tại em bị ám ảnh thôi mà. Em à, em cứ coi như những ngày qua là một cơn ác mộng thôi. Còn từ bây giờ, anh sẽ không để cho em chịu thiệt thòi nữa đâu. Em tin anh nha. Đi luôn rồi chứ. Sao ngu sẽ đi luôn? Tưởng thấy con nào đó rồi dẫn xác đi luôn không về nữa. Bậy bạ không? Nè, anh không phải đàn ông dễ dãi nha. Con nào là con nào? Không thấy chứ làm gì lật đật chạy như ma đuổi vậy hả? Tại anh gặp người tình cũ của em đó. Ai? Đừng nói là thằng mèo nha. Mèo bắt mớ gì đây? Chứ ai? Xạo xạo hoài. Ai không biết là em mê Tâm xe ôm thấy bà. Có không? Cha Tâm xe ôm mà cũng ra đây nữa hả? Ừ, nó đó. Sao? Có cần tôi tác hợp nói lại tình xưa không? Khùng hả? Nói gì mà nói? Tào lao. Thử lòng thôi nha. Mấy người mà lén phén với thằng đó là coi chừng tôi á. Rồi sao? Rồi sao hả? Rồi sao? Chào hả? Chưa năn nỉ được ba má nó đâu. Mình có gọi cũng vậy à. Chuyện này biết giấu được tới khi nào đây? Ông ngoại mà biết chuyện thì tội cho ổng lắm. Bữa nay ngủ dưới nhà sướng quá mà. Đâu cần phải dậy sớm như ngủ trên mái nhà. 5 giờ đã sáng trắng. Sướng quá mà còn gì nữa đâu mà ngáp. Bà làm nhảm gì vậy? Thì tôi nói ông đó, sướng quá mà. Giờ này mới dậy lén thén tới ngáp dài ngáp ngắn thì ghét. Bà hay quá ha. Đầu hôm tôi có ngủ liền được đâu. Mà chia ca rồi mà, ghen cái gì nữa? Ai thèm ghen ông? Kêu ly cà phê đá uống tỉnh ngủ cái coi. Ông chỉ biết vậy thôi sao? Trời nghiêng đất lở, ông cũng thèm ngó ngàng gì hết phải không? Bà mẹ, hỏi cái gì nói đại ra đi. Cái lòng vọng hoài à. Tôi ngu lắm, tôi không có hiểu. Mệt quá à. Thì chuyện của ông Thanh đó, bây giờ tính sao? Sao là sao? Bây giờ nó vẫn chưa trồi đầu về nhà. Là nó còn lo cho nó được. Bà lo chỉ cho nó mệt. Lo gì? Nó về với quê tía tôi đó. Cái gì? Ông già chó cắn chứa nó hả? Hả? Nè, ông nói ai chó cắn á? Ủa vậy là ông chịu chứa nó hả? Chứa sao ông chứa? Tía tôi á chỉ tuyệt tình với tôi thôi à. Vậy thì mình phải nhân cơ hội này về bắt con Thanh lên. Chứ vậy? Thì bà lo cho nó chứ làm chi. Trời đất. Trời, tôi có nghe lộn không vậy? Sao bà ngu quá, bà tưởng tôi làm thiệt hả? Vậy chứ làm sao? Nghe nè, bà cứ như vậy. Trời, được không? Thì cứ làm đi. Thế nào ông cũng mũi lòng, ông nghĩ lại rồi ông chia tài sản cho bà. Nhưng mà
không có nhân nhị gì hết. Bây giờ bà không muốn chi gia tài của ông sao? Bà phải thử chứ, không được thì thôi. Xuống tắm đi em. Thôi. Xuống tắm đi. Thôi, ra tới đây là còn không tắm nữa. Thôi, em không xuống đâu, anh xuống đi. Trời đất ơi, xuống biển mà không tắm uổng lắm. Có anh mà sợ gì, đi. Thôi, em sợ nước lắm. Có anh ở đây mà sợ gì, đi. Thôi mà, em sợ lắm. Thôi em cẩn thận kìa, ướt hết đổi vậy. Không biết mình có nên năn nỉ ông ngoại tha thứ cho bả không nữa. Dù gì thì mình cũng nợ bả công sinh dưỡng. Nhìn thấy ông ngoại thờ sống bả như vậy, thấy cũng đau lòng. Giỏi quá ha. Má. Má má cái gì? Tưởng về đây là không ai tìm ra hay sao? Ừ? Má, má xuống đây làm gì vậy? Ừ. Nhỏ hỏi ngộ không? Đây là nhà của tía tao rồi tao về. Hồi đó giờ má có coi ông ngoại là cha của má đâu. Mà ông ngoại á cũng coi như má đã chết rồi. Kìa, má dòm hình kìa. Mày dám trả treo tao? Mày dám trả treo tao phải không hả? Má, má thôi đi. Má làm gì vậy? Đây là nhà ông ngoại chứ có phải là nhà ông Sáu Xuyên đâu mà má làm trời làm đất đây. Con này hay ha. Mày biết đây là nhà ông ngoại, vậy tao là cái gì hả? Hả, cái con mất đất kia tao. Đó. Mày hả? Má. Con mất đất kia. Mày dám làm gì tao? Mày làm gì vậy? Ừ. Bỏ cái chỗ xuống. Đồ đạc ở trong nhà của tao, tao cấm mày tuyệt đối không được đụng vô. Đi ra. Tía à, có cây chổi. Tía nói quá vậy. Quá hả? Mày ra khỏi nhà tao tức thì. Tính về đây làm loạn hả? Tao không muốn nhìn thấy cái mặt mày ở trong nhà tao. Đi ra. Đi đi. Tía à, tía đừng có bệnh nữa. Tía có biết là nó đang bôi trò trái trấu trên mặt con không? Má ơi má. Bôi trò hả? Chứ việc làm mày sạch sẽ lắm hay sao vậy? Mà mày nói là người khác bôi trò trái trấu lên mặt mày. Nhưng mà tía có biết nó đang làm chuyện gì không? Tía có biết nó đang làm chuyện gì không? Má. Con lại tao má. Tao nói mà. Đừng có kêu tao bằng tía. Tao chỉ có một đứa con tên là Bông, nhưng mà nó đã trôi sống chết yểu từ lâu rồi. Trời ơi. Tía ơi. Má. Tía mà nói như vậy làm sao con dạy được con Thanh hả tía? Má đừng mà má. Nó đã chửi quen rồi. Má. Người ta đã công nhận đứa con đó. Người ta còn qua nhà chửi vô mặt của con. Tía có biết không? Cũng tại cao tàu vô bước, không ai dạy dỗ, cho nên nó mới trót dạy lỡ lầm như vậy. Tao sẽ bảo bọc cho nó. Mày đừng có ở đây mà la lối ôm sòm cho làng xóm người ta nghe. Nghe chưa? Nhưng mà tía lớn tuổi rồi, tía làm sao có sức khỏe để lo cho nó. Chuyện của gia đình con để con giải quyết. Đi. Mày đi ba. Mày đi con. Ba sẽ đưa con vô bệnh viện để xử lý vụ này. Thôi. Mày nói cái gì? Quân ác nhân thất đức. Nè, tao nói cho mày nghe nghe. Một mạng không? Mà mày nói giết người như chơi. Đi ra khỏi nhà tao. Đi.
Nếu mà cái con Thanh nó khờ dại á, thì để tự ông cháu tao giải quyết. Nếu từ trước tới giờ mày biết lo cho nó, biết kỹ cho nó, biết có trách nhiệm với nó, thì không bao giờ xảy ra cái chuyện như vậy. Thì ơi, nhưng mà con Thanh nó còn trẻ, còn có tương lai của nó, nó còn có thể làm lại từ đầu. Bây giờ khi không nó ôm con như vậy, không có một nghề nghiệp gì, làm sao mà nó nuôi con được đây hả Tía? Nè, cái ngày xưa, cái ngày mà mày cuốn gói theo thằng Sáu Thiên, thì lúc đó mày làm sao? Hả? Có phải là mày bằng trang tuổi nó hay không? Hả? Người ta đã có vợ có con đùm đề rồi, mà mày vẫn nhào vô để pha đâm gia can người ta, thì lúc đó ai là cái người bôi cho trát trâu vô mặt tao? Quả bao mà. Tía à, bởi vậy con không muốn con Thanh đi theo vết xe đổ của con nữa. Thì có hiểu hay không? Tao cấm mày kêu tao bằng tiếng mà. Mày đi ra khỏi nhà tao. Cái thứ người như mày á, thì đừng có dạy dỗ ai nữa. Đi. Đi về Sài Gòn với ba. Đi. Mày đi một mình ơi mày thôi. Để cho nó yên. Chuyện của nó tao sẽ lo. Còn tao cấm mày, thấy không, nhúng tay vào cái chuyện thất nhân ác đức một lần nữa. Mày hiểu chưa? Thôi được rồi. Nếu tôi nói như vậy thì tùy tía. Cái quân mất dạy. Vậy mà con vô ngoại chứ. Ngoại ơi, con sợ ngoại buồn. Con hư thân, con đáng chết rồi ngoại ơi. Thanh đừng như vậy mà con. Con tránh đi. Tách con không biết chọn cửa mà sanh ra. Con là con của bông, là con vô phước rồi Thanh ơi. Em uống gì không? Để anh đi mua. Anh mua gì cũng được. Em chờ anh chút nha. Em xây lâu đài cát hả? Đúng rồi đó. Em xây sâu quá. Em nhớ để hai con sao biển này vô nha. Chi vậy? Để vô để mai mốt đẻ con ra chứ chi. Em không thấy một con đực một con cái hả? Sao anh biết một con đực một con cái? Anh đoán thôi. Cái con như vậy mạnh mẽ chắc là con đực rồi. Còn cái con nhỏ nhỏ đẹp đẹp, anh nghĩ chắc là con cái. Nhưng mà sao anh biết là một cặp? Lúc nãy anh bơi dưới biển, anh thấy nó quấn quýt bên nhau. Bơi chung với nhau, anh nghĩ nó là một cặp rồi. Em, nó cũng giống như tụi mình vậy, đúng không? M-
mai mốt nhớ xanh sôi nảy nở một đàn sao biển luôn nghe chưa. Ồ, xe lâu đài tình ái hả? Lãng mạn quá ha. Sao vậy hả? Dù gì á, tôi cũng là anh chồng. Ông chào hỏi tôi tiếng hả? Anh muốn gì đây? Muốn gì à, mày làm gì vậy hả? Ủa, gì vậy anh Tâm? Người nhà mà. À quên, người nhà cũ, hỏi thăm nhau xíu được không? Làm gì ghê vậy? Phải không Thiếm Hương? Tôi có bóc khóc chị Thiếm không? Em có sao không? Em không sao. Thôi mình về đi anh. Em không có mắc gì phải sợ hết. Biển trời này đâu phải của riêng ai. Còn người nào ngon, có giỏi thì lấy một tay che trời đi. Ờ đúng rồi, biển trời bao la mà. Ờ thôi, xe lâu đài tình ấy tiếp đi. Mà coi chừng nha, sóng đánh sập à. Kệ nó đi. Em uống nước đi. Cái thằng này nó không tự tung tự tác được bao lâu nữa đâu. Anh nói như vậy là sao? Ờ thì tụi đàn em của anh hồi xưa nó nói, thằng Lô nó chứng nào tật đó thôi. Nó móc nói làm ăn với cái tụi bán hàng đá. Nghe nói tụi nó cũng chung chạ với thằng Mèo nữa. Thì vậy sao? Ừ, anh chỉ sợ dính dáng tới gì qua thì mệt thôi. Anh thằng Nâu. Alo, Nâu hả? Dì quay chơi có vui không? Cái gì? Có chuyện đó nữa hả? Thôi được rồi, để anh ráng cố gắng thu xếp về. Có chuyện gì vậy anh? Dì qua dì quê bắt con Thanh lên, nói là má của thằng Ngôn á chửi bới bả ông sùm cái chuyện mà con Thanh có bầu kìa. Trời ơi, xui xẻo quá vậy. Chưa tìm được cách giải quyết thì lại đổ nùi lên rồi. Em cũng biết chuyện này hả? Nhưng con Thanh nó sợ cho nên em giấu. Em chắc là mình phải quay về thôi. Mình có nên hỏi ông già về chuyện này không? Nhưng liệu ông có muốn giấu mình không? Nếu mình nói ra thì... Một liều ba bảy cũng liều. Mình coi ổng như cha mình thì chuyện của ổng thì cũng như chuyện của mình. Tía, mày cũng biết chuyện gì rồi phải không? Lúc chiều con có chạy qua nhà tía, đúng lúc cô Bông cũng đang ở đó. Vậy bây giờ tía tính cách nào đi tía? Lúc đó tức con Bông nó vô trách nhiệm thì nói cứng vậy thôi. Chứ thiệt tình tía cũng không biết phải lo sao cho được. Chuyện nặng nhọc gì con cũng ráng lo phụ tía. Nhưng mà trong chuyện này thì... Thì bởi... Hay là tía nhờ Thiếm Hương, vợ của chú Tâm, lo giùm cho Thanh. Để tao tính lại coi. Dù gì á thì tụi nó cũng chưa có tình cảm sâu nặng với mình. Mà giao trách nhiệm nặng nề này cho nó. Con nghĩ trước giờ Thiếm Hương cũng đã là người thân của con Thanh. Chú Tâm cũng vậy. Cho nên... Ờ, tía biết rồi. Vậy để sớm mời á, tía điện thoại thử, gọi nó về chơi, rồi mở lời với tụi nó. Nước mắt chảy xuôi. Nhưng mà tình cảnh của tía đúng là khổ thiệt. Ôi, biết làm sao được.
Mình làm khổ ông ngoại thiệt rồi. Có loài hoa khẽ nở đêm về thôi, chỉ khoe hương sắc giữa trắng muộn. Cánh hoa mộng manh trắng trong đến vô ngần, đẹp nhưng sao ngăn nguội vô thường. Mùi hương bay theo gió có vơi đến nơi phương xa vời vợi, tìm dùm một ngày hạnh phúc thôi. Vì sao dòng có mãi kêu đến đau thương vơi đầy trong tim, để giọt lệ buồn một kiếp hoa. Nắng dần lên đóa hoa cũng dần phai, còn lại cánh sơ xác dưới mái hiên. Những giọt sương đêm cũng tan dưới mặt trời, vì sao hạnh phúc mơ anh chị định đi đâu ạ? Hôm qua giờ em kiếm anh chị quá trời mà không gặp á. Có chuyện gì không? Thì em hỏi thăm chuyện của Thanh, gọi hoài mà không bắt máy, không biết bị gì nữa. Mà Thanh có nói gì với anh chị không? Không, nhưng mà em kiếm nó gấp gáp như vậy có chuyện gì hả? Em sốt ruột thôi. Nó về quê ngoại rồi, không có sao đâu. Bây giờ anh chị về quê để giải quyết chuyện của nó nè. Vậy hả? Cho em đi theo luôn đi. Không được đâu Ngôn. Chuyện vừa mới xảy ra như vậy, chắc người lớn còn giận. Cứ để từ từ rồi tính. Em ráng về thuyết phục ba má em đi. Vậy đi, chứ biết sao giờ. Về dưới á, có gì anh chị gọi em biết nha. Thôi em về đây. Quên nữa, chị nói với Thanh á, làm ơn nghe điện thoại của em đi nha. Em sốt ruột lắm. Mình đi thôi đi. Anh vậy nếu mà có thấy thằng Tình á, kêu nó lên gặp anh nha. Chưa, thôi làm dạ. Tiếp đi. Đại ca. Ê, đại ca. Em đợi đại ca hoài không thấy, tưởng đại ca không về chứ. Trời đất ơi, về sao không về? Con Thanh đâu rồi? Bà Thanh á, sợ ông ngoại buồn. Lúc á, thì ra sau hè, lúc ngoài mé sông á. Còn ông ngoại đâu? Ông ngoại sáng giờ bên nhà cậu hay tranh. Thôi được rồi, để anh ghé qua bển luôn. Thôi, đại ca cứ về nhà trước đi, để em qua mời ông ngoại về. Chứ ai lại nói mấy chuyện này bên nhà cậu hay tranh. Thôi. Nè, đầu đuôi câu chuyện sao mà ông ngoại mày biết vậy? Thì tại má tôi xuống đây nè, bà chửi sùm, còn gì là bí mật nữa. Nhưng mà chuyện trên đó coi như xong rồi, sao dù ba còn xuống đây làm gì nữa? Thì bà nói má của thằng Ngôn qua kiếm bà chửi, cho nên bà tức, bà gọi em về bắt lên Sài Gòn để phá thai nè. Trời ơi, vậy làm sao mà được? Má tôi á, bà còn lạ gì nữa. Chuyện gì mà bà không làm được? Chỉ có tình thương thật sự với người thân là bà không có làm được thôi. Nè, ông ngoại có la mày không? Không, mà ông buồn lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy mình không có lỗi với ba má tôi.
mà tôi thấy mình có tội với ông ngoại lắm. Bao nhiêu năm nay tôi trông tìm được ông bà ngoại để có tình thương của người thân, ai ngờ khi gặp lại rồi tôi lại không ra gì. Tôi hối hận lắm bà Hương ơi. Biết vậy á, mai mốt cố gắng sống cho đàng hoàng tử tế. Tao nghĩ ông ngoại không trách mày đâu. Rồi bây giờ mày tính làm sao? Tôi cũng chưa biết nữa. Ý của ông ngoại tôi cũng giống như ý của bà vậy á, kêu tôi đừng có bỏ đứa nhỏ. Mà thiệt lòng á, tôi rối dữ lắm luôn á. Nè, còn thằng Ngôn á, dù gì thì hai đứa cũng phải bàn bạc với nhau xem sao đã. Bàn cái gì mà bàn, thân nó còn lo chưa xong làm sao mà lo cho tôi được. Mấy bữa nay á, nó gọi cho tao kiếm mày hoài à. Giọng nó buồn lắm. Nên nó gọi cho mày mà mày không có nghe máy. Nè, tao thấy thằng Ngôn á, nó thương mày thiệt lòng á. Nhưng mà còn ba má nó nữa. Dễ giàu gì ông bà chịu chấp nhận cưới tôi. Thì tất cả cũng tại lỗi hai đứa thôi mà. Đùng một cái đưa người ta vô thế khó xử, tất nhiên là người ta phải giận chứ. Làm sao mà đồng ý cái rụp được. Tao nói thì nói vậy thôi, chứ trách mày cũng tội. Giờ á, con người lớn tính sao đi, rồi cố mà làm theo. Còn chuyện má thằng Ngôn á, thì để tao với anh Tâm tìm cách cho. Chứ mấy bữa rày thấy thằng Ngôn cũng tội lắm đó. Tía biết là nếu như mà tía nhờ con chuyện này thì cây cục hết sức. Nhưng mà hoàn cảnh này thì... Tía à, tía đã coi con là con cái trong nhà rồi, tía còn khách sáo làm gì nữa. Nhưng thiệt tình là vậy mà. Trong khi chuyện này thì đáng lý ra con Bông là phải lo cho tụi con nó. Ngược lại nó chỉ biết chửi rủa. Trong tình cảnh này, già như tía mà còn phải chăm sóc cho con Thanh, chuyện sinh nở nữa, như vậy sao mà được tía. Thôi, chi bằng á, tía cứ để con Thanh lên trên đó đi, có con và Hương chăm sóc cho nó. Con tính gì được không tía? Chú Tâm nói cũng phải đó tía. Bởi vì đâu có phải chuyện sanh nở không đâu, mà còn trách nhiệm của những người lớn với đứa nhỏ được sinh ra nữa. Con dạy cái mang mà. Giờ thì cha mẹ nó không có trách nhiệm. Thôi thì tía còn sống ngày nào, tía ráng bù đắp cho chị em con Thanh ngày đó. Chứ tía không muốn nhìn thấy cuộc đời của con Thanh nó phải treo leo trên mái nhà như con Bông mẹ đó. Ủa? Cô hả? Cô ăn bánh tét không? Ngon không? Nhân gì vậy? Ngon. Nhân đậu xanh với thịt. Đậu gì? Dạ. Bánh tét này con mua hay ai cho vậy? Dạ, của bà ba hủ tiếu á. Bà đi đám vô ở dưới quê lên, bà cho. Ừ. Nè, để con bóc cho cô. Biết cái biết lậu không đó? Dạ. Ừ, bánh ngon quá, kỹ quá. Ngon cô? Ngon. Ủa,
Trong mấy bên này không thấy Thím Hương gửi đồ ăn cho cố à. Thím Hương đi du lịch rồi. Hả? Bảnh quá ha. Ừ. Vậy mà không gửi cho cố đồng ten nào để mà dặn túi. Trời ơi, cố đi đâu đâu mà đòi tiền. Thì già có tiền dặn túi vui. Vậy con cho cô mấy ngàn, bỏ túi cho vui ha. Hả? Mấy ngàn hả? Ừ. Nè cô. Ồ, bữa nào Thím Hương về á, nhớ nhắc cho tiền để cô mua thuốc. Dạ. À mà ba của con đi đâu mà mấy bữa nay không thấy mặt mũi gì trơn trọi à? Ông nội bà nội con còn không biết ông đi đâu, sao không biết được. Cái nhà này riết rồi chỉ còn cái nóc nhà thôi. Ủa mà cô nói vậy là sao, con không hiểu. Thôi đừng có nhiều chuyện, đi ra sau lo hứng nước đi. Bà nội mày lúc nãy dặn đó, nó về mà không thấy nước ở trong lu, nó đánh đòn bể đứt bây giờ. Thôi dạ. Đi đi con. Dạ thưa cô, con đi nha. Ừ. Không biết bao nhiêu à. Nó cho vậy dám hết tiền lời của nó lắm. Tôi biết vậy tôi không có đi đâu. Mệt quá cằn nhằn gì. Tại tôi có công chuyện đột xuất. Chúng thôi tôi tắm luôn rồi đó. Tắm chừng nào nước biển lạc như nước ốc thì về. Thôi anh đừng có nói gì nữa. Mới ở có 3 ngày là xách đầu đi về rồi. Anh đã nói là kẹt công việc đột xuất mà. Công chuyện gì? À, hay là anh thấy con quỷ cái đó đi với thằng Tâm rồi bây giờ ghen rồi đi về đúng không? Nè, không biết ai ghen ai nha, đừng có chơi trò ghen ngược nha. Cái gì? Anh nghĩ sao mà tôi đi ghen với con quỷ cái đó? Ai biết à. Đừng có mơ ha. Ôi chà, nặng dữ. Mệt quá. Đã nói có công chuyện đột xuất thiệt bộ. Coi như chuyến này em về á, để coi quán coi tụi nhỏ làm ăn sao, được không? Cũng được, nhưng mà anh đi rồi chừng nào anh mới về? Thì bà làm xong công chuyện về. Rồi mình có cần xuống nhà cha hay Tranh nữa không? Chả mới gọi điện hỏi em á. Thì từ từ coi sao cái đã. Ờ, em thấy á, nếu bị động thì hẳn đi về, không thì ở trên này cho em làm ăn nữa, chứ về dưới chán thế mồ. Ừ. Hả? Ờ, thì nè, thôi vô nghỉ ngơi đi, để anh về tính. Được không? Đi nhanh đó. Đúng là cái thứ đàn ông vô tư vô tình mà. Giờ này mà còn đi đổ cá ngựa. Ông nói thì thôi, nói ra có chuyện. Đúng là nghiệp báo mà. Alo. Ừ, lô hả? Tao nè. Nói đi. Ừ. Đang trên mái nhà chứ đâu. Một mình. Khoan. Khoan. Ừ. Khoan. Ờ rồi. Lô lô khoan khoan khoan. Biết rồi. Cho tao nói chuyện với lô giúp đi mau. Ờ lên. Thôi mau vậy lên. Thôi ha. Mau mau đưa đây. Trời ơi. Lô lô lô. Đưa đây. Lô gì mà lô. Làm gì mà la lớn dữ vậy? Biết người ta đang nói chuyện với ai không mà xí vô ngang hông vậy? Biết. Muốn giấu hả? Tính chia rẽ mẹ con tôi phải không? Trời. Ai mà thèm chia rẽ mẹ con của chị. Không chia rẽ. Sẵn nói điện thoại. Tôi muốn nói điện thoại với nó, không cho tôi nói là làm sao? Tại nó cúp máy trước chứ bộ.
Nói hay quá, đúng là cái thứ hồ ly tinh, hết giật chồng, bây giờ tính chia rẽ mẹ con tôi phải không? Trời ơi, đúng là cái thứ hồ ly tinh, trời ơi. Nín. Nín gì? Nín ngay. Tao không nín. Tôi nói cho chị biết, cái chỗ này là chỗ của tôi, ha. Chị xâm nhập gia cư bất hợp pháp, chị vô đây chị còn nghe lén điện thoại của người khác, chị la lối sùm nhảy cho lên làm sao? Gia cư bất hợp pháp hả? Tao quậy trên bành, tao quậy té bè luôn, coi mày dám nói gì tao nữa không hả? Gia cư cái gì? Đổ thức cướp chồng, giật con của tao phải không? Nè, thế thời lúc này khác xưa rồi nghe chị. Ngày xưa tôi nhịn chị vì còn con Thanh, thằng Nâu. Bây giờ tụi nó đủ lông đủ cánh, tụi nó bay đi hết rồi, không có đứa nào cần cái ổ chuột này nữa hả? Chị đừng có giở trò làm bà, không có yên với tôi đâu mà nghe. Không yên, mày làm gì tao? Mày làm gì tao hả? À, mày làm gì tao? Chị dám tán tôi nghe. Mày làm gì tao? Tán tôi nè. Trời ơi, mày làm gì tao mày? Chị nha, tôi không có nhìn chị nữa đâu, biết chưa? Ừ, vậy mày làm gì tao? Mày đánh tao. Chị quýt tôi ra, giết quýt tôi á. Giết quýt tôi á. Quách mày nó quýnh bà đau không? Đau muốn chết đi nè. Cái này mới đau nè. Ông bà, chuyện ra sao? Nói. Tự nhiên bà lên đây, bà kiếm chuyện, bà còn đánh tôi trước nữa. Bà quánh bà có đau không? Đau sao không đau? Cái này đau hơn nè. Mệt mấy bà quá. Tính làm sập cái mấy nhà người ta phải không? Bà ngồi dậy nhanh lên. Đi xuống. Còn bà, vô trong kia. Chứ người ta. Bà còn nói tôi đá bà lọt xuống đất bây giờ á. Tao muốn chết à. Mệt quá cái nhà này nè. Thằng lé lé dịch trời không à. Alo, anh Hồng tới kìa. Lo mình nói chuyện với ông đi. Dạ đại ca. Ngồi đi. Đâu phải lần đầu đâu mà cái sáu hả? Dạ, cảm ơn đại ca. Thôi, bỏ hai chữ đại ca đâu đi. Tao ghét kêu cái kiểu đại ca giống như thằng mèo lắm. Dạ, anh Hồng. Có phi vụ gì ở Vũng Tàu hả? Hay là gái gú? Dạ đâu có. Em thay đổi chỗ ở để cho người ta đỡ dòm ngó. Đàn bà chỉ nhìn ngó cho chơi vui vậy thôi. Dạ. Nè, tin không? Anh mà nhìn gái là nhìn toàn gái đẹp, chứ mà ngủ á, anh ngủ với trai thôi. Mấy lần trước còn sơ giao, với lại dù gì cũng còn thằng mèo. Bây giờ anh hiểu tài nghệ của chú em mà. Anh không muốn thích sơ giao nữa. Ý em sao? Dạ, coi như em gặp ma vậy. Tụi nhỏ bây giờ khoái phê, nhưng mà tụi nó ít tiền. Hàng đã ít tiền nhưng phiêu đã hơn. Tụi học sinh coi vậy chứ mà đủ sức để mà chơi. Một môi trường quá béo bở.
chú em làm hơi bị được đó. Dạ, tại khu em dân bèo không, nên là mặt hàng nó bán chạy. Hàng dễ phê mà. Có một chuyến hàng mới ở biên giới là đá đỏ, nặng đô hơn chút. Anh muốn chú em lo vụ này được không? Em? Sao? Dám không? Dạ, được. Quyết định vậy đi. Alo. Tu nè. Mày hả? Mày đang ở đâu gọi tao vậy? Đang ở gần chỗ gì nè. Mà làm gì chơi nổi vậy? Sao? Mày nói sợ động, mày lánh mặt. Bây giờ mày còn tới đây làm gì? Tôi có công chuyện cho nên mới về. Mấy bữa nay á, bà già của mày cứ hỏi đon hỏi đen hoài. Coi chừng bà với bà nội mày đánh trống, khu chiên cho lộ cả đám đó. Tôi biết rồi. Nè, dì yên tâm, tôi về tôi đút tiền là xong chuyện. Bà kiếm tôi cũng vì chuyện đó chứ không có gì hết. Còn bà nữa, ra đường buôn bán mà sợ nắng, khẩu trang lè lẹt thấy ớn, gây sự chú ý chi vậy? Bộ mày ở gần đây nữa mà. Gần. Mày gọi có gì đó tôi hả? Không, tôi gọi cho gì á, để vài bữa sắp xếp chạy vòng ngoài cho tôi. Còn chỗ này thì sao? Giờ phải đánh lạc hướng thôi. Chỗ đó để ông già tôi coi được rồi. Mày giao tao toàn chuyện khó không à? Khó thì nhiều tiền, dì nhận không? Không tôi kiếm người khác à? Chừng nào? Chút nữa có người liên lạc với dì, nhớ là làm cho gọn. Thôi nghe. Alo, alo, nè. Thằng quỷ tự nhiên cúp máy, chưa hỏi chuyện tiền bạc. Vậy là sao không biết? Hai bàn tay em như hoa đầu cành, hoa hồng hồng nụ, cánh tròn ngón xinh. Đêm em nằm ngủ, hai hoa ngủ cùng, hoa thì bên má, hoa ấp cạnh lòng. Bán sao ngồi đây mày? Ủa ba, mấy bữa nay ba đi đâu vậy? Đi làm kiếm tiền nuôi mày chứ đâu. Nuôi cái gì đâu, bà nội đâu có cho con nghỉ bán báo đâu. Mệt rồi quá, mà đừng lý sự mày. Nè, cầm tiền này á, dạ. Lát em về cho bà nội nghe chưa? Ủa, mà sao ba không đưa cho bà nội đi? Tao kẹt công chuyện. Dạ. Ba ba, hôm bữa bà cố nói chú Tuấn công an khu vực kiếm ba á. Vậy hả? Rồi bà có nói gì không? Con đâu biết gì đâu. Mà ba lên gặp chú Tuấn chưa? Chưa. Nào rảnh tao lên. Mà nè, nhớ nha, có ai hỏi tao đâu á, nói tao đi làm xa, biết chưa? Dạ, biết rồi. Ủa, mà chú Tuấn kiếm ba chi vậy ba? Chắc hỏi ba cái vụ giấy tờ cho mày đi học chứ gì. Ủa, cái vụ đó đại ca lo xong hết rồi mà. Mệt mày quá, nhiều chuyện quá. Nè, tiền á, cất cái đàng hoàng nghe chưa? Rớt bớt tao gì tao tát mày chết cái mày. Nghe chưa? Dạ. Đi bán đi. Dạ con về. Rồi, quên xin cái vụ cho phép mình đi học võ rồi, chưa gì bị mất tiêu. Báo đây. Cho anh bị lạnh.
Mấy em cỡ này ở nhà anh Hồng không có thiếu, nhưng tuyệt đối anh không bao giờ đụng vô hết, chỉ để cho đàn em. Thiệt hả? Em mời hai anh. Dạ, em mời anh. Bé Ngọc nè, thấy trai lạ là cứ tướp tướp như vậy à? Quỷ sứ à. Vô. Trước đây thằng mày hỏi tới đây không? Dễ gì. Uống đi. Anh nên mở rộng địa bàn ra các vùng ven. Địa bàn của thằng Mèo á, nên lỏng ra đi, coi chừng bị mắc lưới. Đó là lệnh của sếp. Lệnh của sếp cũng trùng dĩ tôi. Tôi đang nhắm một chỗ khác. Lần này tôi sẽ là người trực tiếp liên lạc với anh. Sếp ok anh lắm, cho nên đã bắt tôi đặc biệt đi theo anh. Vô. Dạ. Buông. Dạ. Anh. Ngồi xuống đi cho em. Dạ. Anh dùng gì? Bia luôn cho vui. Dạ. Em ơi, bia cho sếp nè. Dạ. Được rồi. Dạ. Nè, phân công công việc xong chưa? Dạ. Dạ xong rồi anh. Ok. Bây giờ thì chỉ còn relax nữa thôi. Dạ đi em. Dạ. Mời anh. Mời em. Dạ. Dạ mời. Vô. Vô. Thì ghê quá. Sao em ngồi lặng lẽ để hồn anh tái tê? Gì nữa đây? Trời ơi, bữa nay mày đặt coi phim đại hàn nữa. Má ơi, nó hung nhau chục vậy nè. Chà, cái kiểu này. Kiểu gì? Kiểu gì? Kiểu này chắc hết pin đóng thế thân quá. Thôi nói giọng đó gì nha không. Đêm nào cũng rút trên mái nhà với con quỷ cái á. Không có liên quan gì với tôi đâu, đừng có nói giọng đó nha. Không phải đâu. Tại đây nó nóng nực, ở trên nó mát mẻ. Với lại dưới đây nó chật chội quá. Dơ cái giò đụng vách, dơ cái tay đụng cái tường. Ở trên ngủ thoải mái. Thôi giờ bữa nào đi, coi cây mưa nó có xuống không á. Cái tôi gắn cho một cái máy lạnh, lúc đó tha hồ mà tuột lên, tuột xuống, tuột... Bày đọt. Đừng nói giọng đó nha. Chờ mưa xuống hả? À? Mát lạnh rồi, mua máy lạnh gắn làm gì? Có ngon á, mua gắn liền giờ đi. Bà làm gì dễ, muốn gắn thì gắn liền, tiện ở đâu mà sẵn. Làm như tôi là cái thằng dễ hút của người ta không bằng. Trời ơi, vậy mà cũng bày đọt nói nữa. Ai biết, mấy thằng cha mày dẻo mỏ như ông hả? À? Mấy con cỡ như con qua, nó cung phụng hết mình luôn. Vậy tôi hỏi bà, từ xưa tới nay bà xài tiền của nó, bà có la không? Tại nó thích chui đầu vô, tôi không có ép à. Thôi không nói ba cái chuyện đó nữa, cái chuyện cũ rích mà cứ nhai đi nhai lại hoài. Giờ ta nói chuyện mới nè. Qua đây gặp bà, bà cái chuyện mần ăn nè. Mần ăn cái gì? Nghe nói tới cái chữ mần ăn là con mắt đổ lửa. Gì con mắt cha? Bà này dục vọng luôn. Nói tầm bậy tầm bạ không à. Mần ăn là cái xe thuốc lá của bà đó. Xe thuốc làm sao? Tôi tính vậy nè. Tôi sẽ nói má thằng Đông á,
giao cái xe thuốc lá cho bà bán kiếm đồng ra đồng vô, bà thấy như sao? Thì ông ta từ xưa tới nay Xiên đâu có bao giờ dối hành, lấy hành là ăn đời ở kiếp tới giờ. Thiệt sao không thiệt? Nhưng mà con Qua, nó đồng ý không? Không đồng ý cũng thấy cha nó luôn. Hả? Bộ tiền của nó hả? Cái đó là tiền của thằng Lô, vốn thằng Lô nó bỏ ra, chứ đâu phải là cái của hồi môn của ba má nó để lại đâu. Vậy đi nghe, lựa cái ngày thiệt tốt đó, đặng mà ra mở hàng buôn mai bán đắt. Tự nhiên hôm nãy nói tới chữ mận thấy trong người nó đổ lửa. Giờ đi tắm nghe, tại xíu nghe. Mắc dịch. Em còn anh một nụ hôn vội vàng. Già dịch, mắc dịch quá. Nụ hôn vội vàng. Đi đi cái nội. Năng choi qua tim. Cái thằng cha này có mưu gì không ta? Thằng nấu chưa xong hả Tía? Đang xếp đồ ở trong thì chắc cũng sắp xong rồi. Tía, con về trển coi ổn ổn rồi con trở xuống. Tía à, Tía đừng có quá lo lắng, rồi đổ bệnh là khổ đó nghe Tía. Nè, con cầm số tiền này để sắm sửa đồ đạc, rồi con còn lo cái chuyện học nghề cho thằng nâu giùm Tía nghe. Còn con Thanh á, với lại con Hương thì cứ để nó dưới này cho nó ổn định tinh thần, rồi một thời gian nữa Tía đưa nó lên trên đó ha. Nè Tía, chuyện của thằng nâu á Tía cứ yên tâm đi, con lo được mà. Còn số tiền này á Tía cứ cất lại giùm con đi. Bây đâu có dư giả gì đâu mà gồng gánh. Tiền này á là Tía chỉ mong có ngày gặp lại cháu ngoại để lo cho tụi nó. Bây giờ đem ra là đúng chuyện rồi. Con không cầm á là Tía không có yên tâm chút nào hết à. Tía quài. Tía à, thiệt chứ. Cầm đi. Con lo lắng cho chị em nâu bấy lâu nay là quý lắm rồi. Sắp tới con với con Hương còn tính chuyện con cái nữa, đâu có thể gồng gánh ngoài. Dạ có gì đâu Tía. Chuyện học hành của tụi nhỏ con xin được ở mấy cái trung tâm dạy miễn phí rồi, cho nên không có tốn kém gì hết. Với lại tụi nhỏ sống tự lực lắm, con chỉ giúp công mà thôi. Vậy là tốt lắm rồi. Chứ như mà thôi đi, đừng nhắc tới chi cho đau lòng. Thôi con cứ cầm đi nghe. Dạ thôi giờ vậy, con sẽ giữ số tiền này. Khi nào mà thằng nâu nó học thành nghề, con sẽ lấy số tiền này mở một cái tiệm tóc nhỏ nhỏ để cho nó tự kiếm sống nghe Tía. Tía, coi như là chuyện thằng nâu đã ổn rồi ha. Bây giờ lo là chỉ lo cho con Thanh thôi. Dạ cứ vậy đi con ha. Ngoại. Xong rồi hả con? Ngoại ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe nha ngoại. Con lên trển á, ráng nghe lời cậu Tâm, học hành cho nó đàng hoàng, cho có cái nghề lương thiện để kiếm sống nghe con. Dạ. Ngoài ráng giữ sức khỏe. Mai mốt con học ra nghề rồi, con sẽ kiếm tiền thay má lo cho ngoại nha ngoại. Nghe con nói vậy là ngoại mát ruột lắm rồi. Giờ thì thôi, hai cậu cháu đi đi, chứ thôi trưa đi với con. Con đi nha ngoại. Ra nghe lời cậu Tâm nghe con. Dạ. Tía à, con về. Giữ gìn sức khỏe nha Tía. Giúp Tía nghe. Dạ. Con đi nha ngoại.
Làm trai hay vợ phải thương cho đồng. Trời, nghe mắt ói. Ói thì cứ ói, nhưng mà em đừng có lo. Lệ Thường là đàn ông bao giờ cũng thương cái người đến sau hơn là cái người đến trước. Đừng cái miệng không à. Khó khăn lắm tôi mới dựng được mối mang, chiếm đồng ra đồng vô, tại kẹt công chuyện. Tôi đâu cần giao cho ai đâu. Thì đó, vì cũng vì bà cho nên tôi mới giao cái xe thuốc lại cho bà. Tao vì tôi. Địa bàn mới, ra ngoài đây lớ quớ là chết khỏi ngáp luôn. Tôi không có thấy an bụng khi bỏ bà một mình ở cái chốn xa trường này. Tôi phải ra ngoài này để yểm trợ Hoa chứ. Thiệt không đó? Không lẽ giữa trời nắng chang chang này có thằng khùng đứng làm thơ sao? Nói mẹ, vậy còn nghe được. Cùng cái. Cô ơi. Đổ nhiều em trai. Đổ đây. Trong rồi đó. Được rồi. Cảm ơn nghe. Bù mày bán đắt. Ủa, lên nào ạ? Tao không quà. Rồi chị Hương đâu? Dưới quê đó. Rồi bà Thanh? Thì ở dưới quê chứ đâu. Mà sao không hỏi nhiều quá vậy? Tao lo tao hỏi làm gì vậy? Ông lo sao ông về năn nỉ ba má ông đó. Để cho má tôi chửi ba Thanh quá trời kìa. Chuyện này đâu phải một mình bà gây ra đâu. Thì ông cũng phải có trách nhiệm chứ. Mày biết gì mà nói? Tao lao. Tao không nói ba má tao rồi. Đâu phải tao để Thanh chịu chuyện đó một mình đâu. Làm như mày hay lắm vậy. Ông nói vậy có thiệt không? Thiệt. Vậy sao á? Ông không gọi nói cho bà Thanh biết đi. Để mấy bữa nay bà khóc lóc sùm à. Bà còn đòi nhảy xong tự tử nữa kìa. Ừ? Ghê mày. Rồi giờ bà làm sao? Thanh tâm ổn rồi, nhưng mà tinh thần thì chưa được ổn lắm. Thôi, anh ở đây nói chuyện với đại ca tôi đi. Tôi đi học đó. Mày học gì mày? Tôi đi học cắt tóc ở trung tâm dạy nghề. Chứ đâu có sướng như ông. Được học hành đàng hoàng không chịu học, toàn lo mấy chuyện tào lao. Đâu? Thôi đi. Nó đang rối. Đi học đi ông. Đi. Thôi em đi á. Đi mày. Thanh giờ sao rồi anh? Rồi bây giờ chuyện của Thanh em tính sao? Có cách nào chưa? Em cũng năn nỉ ba má nhiều lần rồi mà ông bà vẫn không chịu. Bây giờ có trách vô em cũng chẳng giải quyết được việc gì hết. Thôi thì tìm cách giải quyết. Ngôn à, làm gì làm em cũng phải ráng học cho xong. Học hành gì anh? Em muốn đi học nghề cho xong á, mà ba má cứ bắt em đi học đại học hoài. Mà sức em biết mà, em học không có nổi. Thêm chuyện này nữa, nghỉ luôn cho học hành gì nổi nữa anh. Rồi ý chú Thiếm bên nhà thì sao? Trăng sao gì nữa. Ba má em có bao giờ tin tưởng em đâu. Nói gì cũng không tin nữa. Mà không tin chuyện gì? Cái chuyện em nói em đi học nghề đó. Em nói em học nghề rồi lo cho Thanh. Ba má cứ nói là hai tụi bay cưới nhau về rồi cặp đất ăn. Có vậy thôi mà không cho cưới đó. Nè, như vậy á, bây giờ em phải chứng minh cho chú Tím thấy là em đã chín chắn trong suy nghĩ. Thôi, đừng lo chuyện đó anh. Nói gì nói chứ trước giờ em cũng có một mình à. Em gây áp lực vài bữa là xong à. Không sao đâu. Nhưng mà bây giờ em bực cái là em không biết ý với Thanh nó làm sao nè. Không biết sao tính. Nè, hai đứa không có bàn bạc gì với nhau hết hả? Bàn bạc gì mà bàn bạc anh. Cứ gặp nhau nói chuyện là sọc dưa, chuyện này chuyện nọ. Rồi bây giờ gọi điện thoại cũng không nghe máy, cắt đứt liên lạc luôn. Giờ em biết đường đâu tính. À anh, còn bây giờ mấy anh cho em địa chỉ ông ngoại dưới quê đi. Em xuống dưới em nói cho rõ một lần luôn. Bây giờ thì không có được đâu. Ông ngoại của Thanh cũng mới biết chuyện này.
Bây giờ mọi chuyện rối rắm lắm. Ngô nè, bây giờ em cứ để từ từ đi. Bây giờ em cứ thuyết phục ba má em trước. Còn chuyện của Thanh á, cứ để anh với chị Hương lo cho. Khuyên nó từ từ nghe. Nếu nói vậy thì biết vậy thôi. Mua bán gì ế ẩm chịu không nổi luôn á. Mua gì vậy? Mua gì vậy em? Nói tôi lấy cho. Mua gì? Ba số hả? Lấy gì? Ủa chứ bà kia đâu? Ai? Thì bà bán thuốc lá ở đây nè. Tôi bán chứ ai? Mèo hay dép? Mèo dép cái gì? Bà ra bán giùm cho bà mà không biết ám hiệu hả? Ám hiệu gì? Nè. Như vậy. Vậy nè. Làm sao? Vẫn chưa hiểu nè. Không hiểu. Bữa nay bà có hàng không? Hàng gì? Hàng trắng chứ hàng gì bà nội? Hàng trắng. Bà bán riết rồi bà bị khùng hả? Chứ bà tưởng cái xe thuốc lá này chỉ bán thuốc thiệt hả? Khùng. Không hiểu gì hết trơn á. Kỳ vậy ta. Hàng gì? Lúc này cũng qua nó rủng rỉnh tiền nên nó lên mặt với mình. Mà nó bán mấy thứ đó ở đâu ra có bán ta? Sao vậy ta? Cứ quánh con này ra con kia hoài à. Nghiên cứu kiểu này chắc tôi chết luôn quá. Gì vậy mày? Đi thôi về nằm thấy ghét vậy. Mới bị ông nội quýnh. Ông quýnh mày? Dạ. Lo mua bán không lo. Bày đạt nghe lời tâm dụ dỗ. Đi học chi cho ông quýnh. Không phải cái vụ đó. Không phải vụ đó là vụ gì? Con lên mái nhà kiếm cuộn băng keo dán nhiều. Ông không cho, ông quýnh quá trời luôn. Ai biểu mày ngu? Lên tổ ấm, tổ uyên ương của ổng. Mày lên trển mày phá chi cho ông quánh mày. Nè, bộ bà nội nhỏ mày trển hả? Sao không cho mày lên? Không có, có mình ổng à. Mà ổng làm như dấu vàng trên trển bằng. Không lẽ cha Sáu Xiên với con đó giấu hàng trên nóc nhà ta? Thì ra cái xe thuốc lá này không ai mua nên mới giao cho mình ra đây ngồi giữ chỗ cho nó làm chuyện khác. Được rồi, tao sẽ cho mày hết vốn luôn. Bình ơi! Cho cái gì quỷ tha ma bắt mày thằng khốn nạn. Nội, con kêu có một câu à, mà bà nội liệu một hơi luôn. Tổ cha mày. Mày kêu gì làm tao giật mình vậy? Kêu gì? Sáng về nội bán được không? Không, ế muốn chết. Bộ bà nội định dọn hàng luôn hả? Dọn cho rồi chứ mua bán được gì đâu. Dọn gì sớm vậy? Hay là mình để thằng quỷ nhỏ này đi coi hàng. Về mình lục cái vụ kia. À, Lem, bán báo sắp hết chưa? Sắp hết rồi, còn mấy tờ à. Mà có gì ông nội? Vậy con ngồi đây coi hàng gì mà nội chút nha. Nội, nhưng mà nội đi đâu? Trời ơi, mày ngồi đây. Nội chạy nhà có chút chuyện nội ra liền nha. Nha không? Ha? Dạ. Đi đâu mà đẹp đẽ quá vậy? Nè, đang không ai chú ý. Cậu ơi,
Tôi khổ quá cậu ơi. Thôi chị bình tĩnh đi. Ông đi khoảng vài bữa nữa ông về. Ông ra ngoài ông ăn hủ tiếu ăn phở. Lâu lâu phải cho ông ăn chứ. Cậu coi lần nào tôi có bầu, ông cũng bỏ tôi đi với con khác. Không có tiền bạc gì hết thì làm sao tôi sống được đây? Nè, chị cất đi. Về coi ăn uống bồi bổ, rồi tìm cách sinh đẻ. Dạ cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm. Thôi chị về đi. Từ từ anh cũng về thôi à. Dạ. Giờ tôi phải đi có chuyện. Tưởng cái gì? Mày tính giấu tao được hả mày? Không dám đâu. Tới bà kìa. Nè, ăn đi. Ăn đi. Rồi. Mà ăn tới. Ngồi đâm da nè. Mày hả? Qua luôn. Tới nè. Trời đất ơi. Qua luôn. Nè. Bà chắc thua gì? Nữa quá. Dạ. Có Béo. Nè. Kêu mày kìa. Rồi có chuyện rồi. Tụi mày có dấu phiếu không? Tao đi cả chục ngày về mà có bao nhiêu đây tiền là sao hả? Chị ơi, quán ấy dễ à. Không có bạn của anh Mèo tới thì đâu có ai đâu. Thì cũng tại tụi bay buôn bán thì sao? Bán không là bán, cứ cắm đầu vô quýnh bài. Mày mốt hết vốn ế, tao đóng cửa tha hồ mà đánh nha. Cất vô. Tiếp đi. Tới mày á. Nè. Có không? Lâu quá. Bà qua mẹ luôn. Nó. Ờ. Đừng có nói về trên này rồi dở quẻ với con quỷ cái Hương nữa nha. Nè. Tới luôn. Dẹp hết đi đừng đánh điếc gì hết trơn á. Suốt ngày không lo buôn bán rồi đánh bài. Lát nữa tao đi về mà còn thấy đánh là đừng trách tao á. Bay kệ bà nè đó.